Chào tất cả các bác và anh em nhá. Hôm nay hai anh em này có chuyến đi lên Trí Yên, Yên Dũng, Bắc Giang để lắp cho anh Tạ Văn Khoa dàn karaoke gồm một đôi loa full B12, một cục đẩy liền vang X22 Pro, một bộ mic không dây VK321 và một cục súp Monster. Hiện tại hai anh em đang trên đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang đây. Thì cùng với ngày hôm nay là anh kỹ thuật viên anh Xuân Trường. Xin chào các bác và anh em nhá. Anh Xuân Trường, mày lạnh lắm các bác ạ. Kín mít hết kìa. Lạnh lắm. Hà Nội giờ mùa đông lạnh lắm. Miền Bắc. Các anh em cùng theo chân hai anh em lên chỗ Yên Dũng nha. Và thử chiếc chất âm của đôi B12 tại nhà anh Khoa nha. Hiện tại bên em đang có mặt tại địa phận Yên Dũng, Bắc Giang, Chùa La, tầm khoảng hơn 2 cây hơn thôi là tới nhà anh Khoa rồi. Đăng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang. Bên cạnh đường này có đám cưới to lắm này. Mùa cưới, nhà cưới, người cưới. Cưới rộng thế. Chưa ăn uống gì đúng không? Chưa ăn uống gì mới dựng. Đeo rể Yên Dũng, Bắc Giang. Xin kính chào các bác và anh em nhá. Trong buổi chiều nay chúng em lại lên Yên Dũng, Bắc Giang để xin lắp cho anh Văn Khoa. Karaoke. Hiện giờ chúng em đang ở gần Yên Thế. Và chúng em sẽ đi xuống đây, gọi là cái gì đây? Chẳng nhìn thấy địa chỉ. Yên Tờ Dũng, vâng, Yên Tờ Dũng đeo rẻ Trí Yên đây rồi. Hiện tại bên em đang mặt tại thôn Long Sơn, Trí Yên, Yên Dũng, Bắc Giang. Em ở Bắc Giang à? Dạ. Bắc Giang à? Em ở trên Hà Nội cơ. Em ở trên chỗ Gia Lâm cơ. Hiện tại bên em đang có mặt tại nhà anh Khoa để lắp tranh dàn karaoke B12, cục đẩy X2 Pro, bố bích không dây VK321 và một cục súp Monster. Hiện tại anh Xuân Trường, anh bắt đầu anh phi xe lên trên nhà anh Khoa đây. Nhà anh rất là rộng luôn các bạn ạ. Thoáng mát, cây cối nhiều. Thank you.
màu là cho người mới tập hát, mà hai thì hát chuyên nghiệp hơn. Hát chuyên nghiệp hơn hả? Đúng rồi. Rồi. Còn đây nó là trên này nó sẽ là cái mình đang dùng này, nó là cái cổng OBT này, nó là cái cổng cổng quang. Rồi. Đấy, còn mình thích nghe bởi phút mình ấn chữ bờ chữ này này. Rồi. Nó sẽ ra chữ BT chữ này. Đấy, có lúc nào mình không dùng đến thì cứ để mục định phát thì mình sẽ để cái chữ OBT này. Đấy. Ở đây, cứ qua đây gì? Đây này. Cái đề số 2 này. À. Đấy. Còn cái này là bây giờ mình nghe hết xong rồi mình cho nó hiện về số 00 màu xanh này. Rồi. Xong rồi mình tắt cái số này. Tắt số được. Đấy, số được. Bây giờ mình tắt này. Quán